Hello mọi người, hôm nay Bi sẽ làm một cái món hiện đang rất hot trên mạng. Đó chính là cà phê bọc biển ha. Đây nguyên liệu chuẩn bị thì có sữa tươi, sữa đặc, trứng gà và cà phê. Bi sẽ làm theo cách riêng của Bi. Đầu tiên á, thì đối với trứng gà thì Bi chỉ lấy lòng trắng thôi. Bi sẽ cố gắng tách lòng trắng và lòng đỏ ra. Thì các bạn nhìn nè. Sẽ cẩn thận chỉ lấy lòng trắng thôi nha, lòng trắng để làm lớp kem ở phía trên đó. Rồi, coi như lòng trắng được rồi, còn lòng đỏ mình để lại là chuyện khác. Xin chào một cái chén. Đó, đây. Rồi, cái lòng trắng này đó mình sẽ đánh tơi lên, dùng cái cây đánh trứng đánh tơi lên. Cái này nếu mà bạn nào có máy đánh trứng thì dễ rồi, còn Bi không có máy đánh trứng, mình chỉ cần dùng cái dụng cụ cái cây đánh trứng này thôi. Mình trồng với cái lòng trắng này thì mình sẽ đánh hoặc là tơ lên để làm cái lớp bọc. Được rồi các bạn, bây giờ mình sẽ cho thêm ít sữa vô, sữa đặc vô nha. Cho nó thơm, nó không có tanh. Các bạn nhìn thấy không? Cái lớp bọc rất là ngon luôn. Tiếp tới sẽ là cà phê. Đây, mình có một cái gói cà phê King Coffee, cà phê đen ha, rất là nhỏ. Cho một ly chút. Cho vào một ít nước nóng, nước sôi. Cho nó đủ tan thôi. Thấy cho cái cà phê này đều nó tan. Sữa đặc vô. Rồi,
cho vô đây mình đánh cho nó lên. Ok, nó đã nổi rồi nè mọi người ơi, bây giờ mình chỉ cần bỏ vô thôi. Tên tên, Bi đã có một ly cà phê bọt biển rất là đẹp nha mọi người, rất là ngon luôn. Đó, các bạn thấy không? Cái ly cà phê bọt biển này rất là dễ làm, các bạn có thể thử làm ở nhà ha. Bi đã thử và thành công. Mong là các bạn cũng sẽ có những giây phút tuyệt vời khi mà thử làm món này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Bi nhé. Nếu thích hãy like và cho Bi một cái subscribe để theo dõi những video mới từ Bi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.